Sáng ngày 19 tháng 3, Đảng bộ xã Xuân Viên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng dự có Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập, Bí thư Huyện ủy Nghi Xuân Phan Tấn Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Hải Nam, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy. Nhiệm kỳ qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nên Xuân Viên đã đạt nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế có bước tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu vượt so với nghị quyết đề ra. Tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 43,7 triệu, tăng 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 3,78%, giảm 2,29% so với năm 2016. Đến nay, tất cả các thôn đều đạt thôn văn hóa. 5 thôn được công nhận 5 năm liền. Xã đạt xã văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 là 96%, tăng 9% so với năm 2015. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, an ninh quốc phòng được giữ vững. Từ năm 2015 đến 2019, Xuân Viên đã huy động gần 17 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 4 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới. Năm 2019, xã đạt nông thôn mới nâng cao, có 5 trên 7 khu dân cư đạt kiểu mẫu. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Xuân Viên thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp 22 đảng viên, chuyển đảng chính thức cho 19 đồng chí, đề nghị trao huy hiệu cho 201 đảng viên, tổ chức kiểm tra giám sát 59 lượt tổ chức đảng, đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã Xuân Viên đặt ra nhiều mục tiêu chỉ tiêu cụ thể, trong đó tăng trưởng giá trị sản xuất hàng năm đạt trên 14%, cơ cấu kinh tế đến năm 2025, nông lâm nghiệp 20%, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp xây dựng 20%, thương mại dịch vụ ngành nghề 60%, thu nhập bình quân đầu người 75 triệu đồng một người một năm. 7 trên 7 khu dân cư đạt kiểu mẫu, xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu. Thảo luận tại đại hội, các đại biểu thống nhất với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm đại hội, đồng thời cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm thời gian qua và đưa ra các giải pháp góp phần xây dựng Đảng bộ, xây dựng xã Xuân Viên ngày càng phát triển. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Viên nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những tồn tại hạn chế để đưa Xuân Viên ngày càng phát triển. Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ Xuân Viên phải đề ra các nhóm giải pháp sát đúng với tình hình thực tiễn, có tính khả thi cao trong nhiệm kỳ này. Trong đó thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, tận dụng tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư vào địa bàn và phát triển du lịch. Về xây dựng nông thôn mới, Xuân Viên tập trung cao bằng việc đổi mới trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Chuyển xây dựng nông thôn mới từ chiều rộng sang chiều sâu, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoàn thiện các tiêu chí đô thị, đặc biệt là nâng cao cuộc sống của người dân. Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng bộ Xuân Viên tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, nâng cao vai trò của đảng viên, nhất là vai trò của người đứng đầu, gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Với tinh thần tập trung dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã Xuân Viên nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Xuân Viên nhiệm kỳ 2020-2025.